giờ phút đại rằng người tốt thì chết sớm. Nếu đó là sự thật có lẽ ngày mai tụi tao chết. Giờ phút đại rằng người tốt thì chết sớm. Nói với tao đó không phải sự thật, nhưng nếu ngày mai tao chết thì sao? Giờ phút đại rằng người tốt thì chết sớm. Nếu đó là sự thật có lẽ ngày mai tụi tao chết. Giờ phút đại rằng người tốt thì chết sớm. Nói với tao đó không phải sự thật, nhưng nếu ngày mai tao chết thì sao? Trò chơi rap giờ hơi khác, mọi thứ vô định như chẳng còn nơi đáp. Những câu từ mà đôi khi là hơi ác khiến đối thủ phơi rác vẫn đang chờ tôi phát. Chẳng còn mấy những bài nhạc có chất thép gang lên mainstream, những câu chửi thì không được phép đăng. Có những kẻ nổi được lên trong rap nhưng vẫn bị phong sát, không thứ tiếp một cái nét căng. Dẫu biết rằng là mọi thứ đều phải thay đổi, dẫu biết rằng là mọi thứ đều phải biến hóa, những định kiến về nhạc rap này cũng thay rồi, nhưng mà không hiểu sao tao vẫn cảm thấy tiếc quá. Tiếc cho những thần tượng, tiếc cho những người anh, tiếc cho những rapper mà tao từng muốn được trở thành, tiếc cho bài nhạc có vần câu như lũ lụt đổ, tiếc cho lũ dòng phải những ngôi đám dư rụt cổ. Có những rapper chọn một game show với mong muốn thành công tới. Họ cho lòng tin cho những kẻ sẵn sàng biến họ thành con rối. Trò chơi thì phải tuân theo kẻ gió lật, nếu như muốn bản thân có thể đi xa nhất. Chúng nó có thể giúp mày lên trên đỉnh, nhưng mà cũng có thể đưa mày xuống ba tấc. Là thực tại mày phải chấp nhận, dù cho ất hận cứ dậy bất tận. Nhiều cả vẫn phất nhà không tận tâm, nhiều cả căm phất không thể phất, dù bản thân đã tất bật tất bật. Rap ở Việt Nam vẫn chưa thể là một nghề, khi mà truyền thông đang biến nó thành trò hề. Không sắc không tiền mà muốn nổi thì khó, vậy liệu có đáng để đánh đổi vì nó? The good đại rằng người tốt thì chết sớm. Nếu đó là sự thật có lẽ ngày mai tụi tao chết. The good đại rằng người tốt thì chết sớm. Nói với tao đó không phải sự thật, nhưng nếu ngày mai tao chết thì sao? The good đại rằng người tốt thì chết sớm. Nếu đó là sự thật có lẽ ngày mai tụi tao chết. The good đại rằng người tốt thì chết sớm. Nói với tao đó không phải sự thật, nhưng nếu ngày mai tao chết thì sao? Thấy lũ cày càn sửa thiệt ác, nhạc rap thì vẫn đang bị chết liệt xác, mà đám bầy đàn tưởng kiệt tác. Nếu như rap Việt này đang mất mát thì bài nhạc này như đang tất sát, cùng với tất cả những câu từ chất phác tao cấy vào trong mảnh đất rap. Thế hệ đi trước đã cố gắng xây dựng rap Việt từ một cái cây không gốc, bao nỗ lực dường như bị tước và giờ có lẽ đã trở thành công cốc. Vài người không thể trông đám chó đàng, sủa và cắn là thứ chúng nó làm. Disneyland dường như đã bị chết yểu, dùng ngôn là battle rap tưởng như khó tàn. Những tâm huyết trong câu từ mà họ mang ra, với mong muốn thứ âm nhạc này được vang xa, nhưng nó bị thay đổi trong một chương trình toàn drama. Thì rap bẻ cấp vào công nghệ tưởng như xa hoa. Các trận beef trong rap còn dần đi xuống, underground thì đang dần biến biệt. Toàn mấy con súc vật giống như là Kelly hay là còn đi mang tên Trần Huyền Diệp. Và cứ cho là ta để bảo thủ khát khao, chiến đấu thì không tả đủ xác tao. Chấp nhận hướng với nhát dao, nếu như có thể đưa mọi thứ về lại như cũ. Vần câu tao cố tuôn ra như lũ, phá vỡ giới hạn như là Shaija, sẵn sàng đi back the rap Việt để có một trận beef 2023. The good đại rằng người tốt thì chết sớm. Nếu đó là sự thật có lẽ ngày mai tụi tao chết. The good đại rằng người tốt thì chết sớm. Nói với tao đó không phải sự thật, nhưng nếu ngày mai tao chết thì sao? Shout out to VD, DSK, Andre, Phương CD và tất cả những F1 đã cống hiến cho Việt Rap. Và đỉp mẹo đĩ Trần Huyền Diệp.